lên. Xôi có hành 2 bát to lên đấy. Hả? Nhiều quá. Ăn lúc nào hết thì mới được về. Ăn hết rồi mới được về nhá. Ăn hết được không? Đây anh cầm ô cho. Em đi lấy túi nhé. Em giảm vào em bán. Thôi cho em đây bán luôn nhá. Kính chào quý khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh Nùng Vlog. Hôm nay lại có sự hiện diện của em Thủy ở Simacai. Thì hôm nay dẫn anh đi đâu nhỉ? Dạ, đi chợ. Chợ phiên Xín Chén. Chợ Xín Chén. Và cái phiên chợ này thì được họp vào thứ tư hàng tuần. Dạ vâng. Và phiên chợ này là một cái phiên chợ vùng cao và bán rất là nhiều đặc sản, nhiều ẩm thực. Đi, mình sẽ đi vào trong này. Lúa cấy xong hết chưa? Mọi thứ xong hết rồi đúng không? Úi dồi ôi. Tí còn ngã. Lúa dưới kia sắp thu. Sắp thu rồi á? Ờ, có mấy hôm nào cấy mà đã sắp được thu rồi. Sắp rồi ạ. Không mang đồ gì ra chợ bán à? Dạ không. Nhà anh thấy có nhiều đồ mà. Nhưng mà bố mẹ có đi chợ không? Bố mẹ có đi chợ này không? Dạ không, bố em ra mua một ít gì nhỉ? Thì cho lợn ăn ấy. Mẹ thì ở nhà với các cháu. Hôm nay thì Thủy sẽ đảm nhiệm cái công việc là hướng dẫn viên, dẫn bọn anh cũng như dẫn quý khán giả đi khám phá cái phiên chợ Xín Chén. Một phiên chợ cũng gọi là lớn ở Lào Cai mình nhỉ. Một phiên chợ lớn, bán đầy đủ mọi thứ. Ui giời, như từ nhà em ra đây khoảng cách di chuyển nó khoảng 5 cây nhỉ, có tới không? Có. Nhưng mà đường xấu bẩn. Em phải đi vòng tít bên bàn thần ra. À thế à. Có một đoạn đang sửa ấy. À xấu quá. Đây là cái cổng sau, cổng phụ của cái chợ. Mình hôm nay là đi cổng sau thôi. Ở đây bán. À, đó chào chú. Dạ. Chú đi. Dạ vâng. Chú ăn gì chưa? Chú ăn gì chưa? Chưa. Đi ăn đi. Đi ăn đi. Ôi vừa ăn sáng xong. Rồi đi ăn cùng bọn cháu. À cháu cứ đi ăn đi. Dạ, vâng, thế cháu chào chú nhá. Vâng. Chú đi xem trâu à? Chú mua một hai con trâu về. Mua một hai con trâu về về cho Thủy chăn. Chị có thua à? Ô, mày nhớ đây là chú của em. À, chú à? Chú bán cái này như nào đây? Em cho anh 10.000 à? Em lấy hết cho cháu đi. Lấy hết cho cháu. Mày dúa à? Mua hết à? Còn dưới đây còn không? Còn đấy. Được, mua hết. Lấy cho cháu đi. Mua xong để tạm để đây. Dạ, được. 10.000 một chùm đúng không? Không, ngon lắm ạ. 10.000 một mớ. 10.000 một mớ à? Chua. Ngon. Ngon. Chua đâu? Chua mới ngon đấy. Chú có túi không? Không có, nếu mua thì vừa. Mua xong cháu để tạm ở đây nhá. Mua anh được cho nó chỉ. Đây là chú ruột của, à đây khách mua. Xem thôi. Mua xong lại mình lại đứng đây mình bán. Mua xong lại cho em bán. À anh này lấy một mớ à. Đây cho. Mua mấy mớ à cháu? Mua hết. Mua hết. Mua hết thì để lại đây xong lại một tí về lấy. Vâng, cứ để đây thôi. Bao nhiêu mớ à? Xem này á. Sáu mớ à? 6 mớ. Cái này mang về ăn với cả giấm ấy, ngon thật. Ngon lắm. Chú xin nhé. Dạ. Chú ruột của chú Thủy à? À, chú ruột của Thủy à? Ở cạnh nhà đấy luôn à hay là chỗ nào đấy? Ở dưới Kim Chu Bang. À, ở dưới à? Vâng. Cái quả này là quả tự nhiên. Tự nhiên. Quả móc mật. Tiếng Mông của em gọi là quả gì? Rất cay nồng là giống kiểu trứng của chim á. 100 đó chú. Không đủ à? Các cháu để tạm ở đây nhá chú nhá. Chú cứ để ở góc này tí cháu qua lấy nhá. Cháu đi chợ đây. Cháu dẫn cháu của chú đi chợ. Ờ.
Đây lại có rượu rồi, sợ rượu quá, đi bên này đi. Bình thường là nhà em có phải bán rượu ở đây. Anh gửi thấy rượu là anh sợ quá. Anh sợ rượu trên này. Ui, ở trên này có những cái mặt hàng quả dưa. Nhà em cũng có dưa mà nhỉ? Nhà em có ạ. Có à, mày quả dưa to. Ở đây thì bán rất là nhiều nông sản, đủ thể loại. Chưa ăn gì đâu đúng không? Chưa. Đi ăn trước đi. Bây giờ đói rồi. Nãy bảo bố em đi nhưng mà bố em chắc là ngại đấy nhỉ? Ngại. Chắc là bố đi xem trâu, bố định bán con trâu nhà em đi. À, định bán trâu à? Chắc là đi xem như nào thì tuần sau rất ra bán. Tuần sau cho Thủy rất ra bán. Được. Ừ, bán nhiều nông sản. Cứ lên chợ này thì chủ yếu là bà con trồng được cái gì thì bà con mang ra đây bán. Bán những cái mặt hàng sạch. Cháu chào bác. Còn chỗ ngồi không? Ngồi đâu? Ngồi bên đấy à? Được. Hơi tối nhỉ? Ngồi đấy hơi tối. Bên này không phải của mình à? Ngồi đấy cũng được à? À đấy cũng được à? Thế làm cho cháu ngồi bên này nhá. Cho nó sáng. Đây lấy cho cháu một cái này. Với cả thịt lợn nữa. Không ăn cái này à? Không ăn cái này. Nhưng mà bạn này không ăn được cái này, lấy thịt lợn đi. Đó thịt lợn với cả lòng. Lợn với cả lòng. Đi thôi nhá cô ơi. Cứ cho cháu một bát lòng nhá, xong một bát thịt. Cháu đi mua xôi đó. Tại vì... À không, cháu không ăn phở đâu, không để phở đâu. Tức là... Ăn riêng như này thôi đấy. Ăn riêng. À thế cứ cắt cho cháu đi. Lấy cái này 100 nghìn đi. Cái này một lạng là 30 à? Thế cũng là 100 nghìn đi. Cháu đi mua xôi đó nhá. Ba cứ cắt cho cháu. Đây, đi mua xôi. Bà ăn gì chưa? Bà ăn rồi à? Bà mua được gì rồi? À, mua được sữa. Bà ngoại của Thủy. À, đúng bà ngoại. Hãy bà đi ăn cùng bọn cháu đi. Bà đi ăn cùng bọn cháu đi. Bà bảo không ăn à? À. Thì lại gặp người quen rồi. Gặp toàn người quen nhờ. Đi mình đi mua xôi đi. Đi đường trên này thôi, đường này đông quá. Cháu chào bà nhá. Cháu chào bà. Đi đường này thôi. Đường. Bên này là cổng chính này. Cổng chính thì có bán xôi, bán bánh rán. Xôi này người Nùng ấy. Xôi mấy màu đấy à? Xôi bảy màu à? Ừ. Bán như nào à bác? 10.000. 10.000 một bát. Xôi bảy màu cho xem nào. Người Nùng đúng không bác? Bác người Nùng. Phun non. Lán cái phun non nha. Lán cho phun non.
Đây cháu à, hai bát đi. Để hai túi, một túi. Để một túi cũng được, hai túi cũng được. Rồi là sữa bể màu. Màu này là nghệ nhờ, màu vàng. Nếp cẩm màu đỏ là gấc, màu tím này là lá gừng à? Đây á. Vâng. Lá ấy, lá trong nhầm bằng xôi, à bằng giò. À bằng giò. Tím này làm bằng giò bếp à? À. Đây. Ở đây còn có cái bánh dày, bánh tam má nhỉ? Đây bánh khúc này. Bánh khúc á? À bánh khúc. Mày đi đâu ấy? Bánh khúc ở bếp. Mày hôm nay à? Tôi đi làm rồi. Đang bốc khói nghi ngút nhỉ? Học đâu? Ở đây là có kèm với cả lạc nhỉ? Đúng rồi. Có kèm và lạc. Phải kèm với cái gì? Cho vào đây ạ. Rồi, thế là có một bữa xôi no nê rồi. Này, cho một cái bó nữa. Dạ. Sao bác biết cháu ở bản lầu đấy? Bác à, lúc nào bán rồi à? 20 à? Ờ, 20. Dạ, cháu gửi với ạ. Xin nha. Dạ, cháu xin nha. Cháu xin bác lại xin cháu. Cháu đi nhá. À, mua được xôi rồi, tí nữa ăn kèm với cả lòng thịt lợn. Mà thịt lợn trên này là thịt lợn đen cho nên là ăn nó vị nó khác ngay, nó ngon. Em hay đi chợ này không? Cũng thỉnh thoảng ạ. Thỉnh thoảng. Vâng ạ. Chợ Xin Tráng thì chủ yếu họp là người Mông và người Nùng. Người Mông chiếm đa số. Còn có cả người Nùng nữa, mà người Nùng ít hơn. Bây giờ sẽ đi ăn sáng đi, giờ là ăn sáng thôi. Cái thời điểm mà đông nhất thì sẽ là cuối năm nhỉ? Vâng ạ. Tầm này mọi người đi làm hết rồi. Với lại chợ tan nhanh lắm bây giờ. Chợ tan nhanh. Năm nay có làm bộ váy Mông nào không? Năm ngoài có mua váy Mông không? Em chỉ mua bộ pha long thôi. Bộ pha long là mua bộ to. À, bộ pha long là cái bộ to to đúng không? Bộ dày đúng không? Bộ dày là bộ với là bộ to ấy. Bộ truyền thống à? Pha long là bộ này này. À đây. Thế bộ Xin Tráng là bộ nào? À đây là bộ Xin Tráng đây à? Ủa. Đây, kia. Ủa, đây có cái chảo canh đậu. Canh đậu này thì ăn kèm với mèn bén ngon lắm. Ở trên này bà con thì hay ăn mèn mén kèm với cả canh đậu. Yên đúng không? Vâng, yên đây. Sao giờ khác à? Nhà em đây này. Bác. Sao giờ thì lớp khác à? Hay đi nhà bác ăn mà. Gầy đi. Mẹ em đấy. Em gầy đi. Vâng. Gầy hơn nhiều. Tại vì cũng hơn một năm rồi mà. Chị Yên là 99 mà đúng không? Em là 21. À, 21 à? Anh còn tưởng chị em cơ. Chị em là giáo viên. Chị là giáo viên. Đi anh cũng nhận ra. Ui, bát ớt này. Ăn cay được. Chịu ạ. Thế làm nước chấm cho anh thôi đúng không? Cay chắc nước chấm luôn à? Đông khách quá. Cay nước chấm luôn này. Ở đây một bát phở trung bình dao động từ 15, 20, 25 nhỉ? Yeah. Thúc thịt. To quá. Mưa to rồi. Để anh lau cho. Anh ngồi đây có sợ không? Không, không sợ đâu. Không sợ mưa đâu. Trời. Thank you.
Hôm nay là ăn xôi kèm thịt thôi, mọi khi là ăn phở. Hôm nay đổi rõ. Ớt này ớt hạt thóc cay lắm. Ôi mời, mời Thủy ăn sáng nhá. Hiện tại là 9 giờ hơn rồi nhưng mà chợ đông nhất là khu này nhờ, khu ăn uống này đấy. Hả? Nhiều quá. Ăn lúc nào hết thì mới được về. Ăn hết rồi mới được về nhá. Ăn hết được không? Tưởng cháu của em ra thì... ngày chắc là được. Em mà đưa ra thì chắc là 4 thằng. À 4? 4 đứa luôn, em không đưa hết. Kẹp 4 đứa. Kiểu con, 2 đứa con của chị gái của em sang nữa. Xong rồi 2 đứa cháu ở nhà nữa là 4. Nếu mà biết thế thì anh lên đón luôn rồi. Đang chơi vui xong rồi em bảo... ôi được hẳn 2 bát cơ à? Em đưa chúng nó ra chơi xong rồi mẹ bảo là chúng cũng đưa nữa. Xong rồi một mình thì em không đưa được hết nữa. À, vâng. Thôi mời khán giả cùng ăn sáng. Lòng, 1 mét lòng rồi đấy. Ớt này cay lắm đúng không? Lòng này vừa mới ra lò. Cho nên là nóng lắm. Nóng ngon. Cứ lòng này mà đợi khoảng 30 phút để ăn ấy, thì nó nguội không ngon rồi. Còn bây giờ là ngon nhất này. Kèm cái bát ớt này. Quá ngon rồi. Cứ lên chợ Viên ấy thì muốn thưởng thức cái lợn đen. Nó ngon, thịt nó ngon. Này còn có xôi đi. Ngũ sắc, cá xôi 7 màu. Cố lên. Xôi có hẳn 2 bát to lên đấy. Xôi này mà có làm nước chấm ngon nhỉ? Không. Ơ. Em phải nói. Quên đấy. Không nói là quên rồi. Tôi đắc vào luôn. Ăn xôi thì kèm với cả lạc nó ngon, thơm. Em thì em chỉ thích chấm thôi. Chỉ thích gì cơ? Chấm nó. À không thích chan lên như này. Ớt này cay quá. Cay lắm. Lâu rồi em không ăn xôi. Lâu lắm rồi đúng không? Đây còn phần của em đây. Chợ này còn mộc mạc, giữ được nhiều cái nét hoang sơ lắm. À Thủy không ăn được cay đúng không? Cay lắm hả cháu? Không, ngon lắm, thơm lắm. Bán ở nhà nữa chứ nhỉ? Có. Nhà bán đều. Ở chợ này có 2 mẹ con thôi hả? Có 3 người. Có 1 người giúp tiền nữa. À, 1 người giúp nữa. Như hôm nay bác phải bán được hơn mấy trăm bát chứ đúng không? Đúng rồi. Chắc phải tới 1.000 bát đấy. Ừ. Ngày kinh chợ rất là gần nhỉ. Vì cái lòng này nó rất là tiền. Đó là cái này. Cái lòng này mới ra lò ăn ngon lắm ạ. Đúng rồi. Ngon. Bởi vì bác làm cái này đi khắp nơi đi đâu bán người ta không thích. Vâng. Phải làm ngon thì người ta mới thích làm ngon. Vâng. Cứ đi cắt cái lòng này cả ngày đến tối thì mỏi hết cả tay rồi. Cái bán này tối phải tới 1.000 bát là đúng là thật đấy. Đúng rồi. 1.000 bát. Trước bác là toàn làm lòng này đi bán khắp nơi, xong nơi cả gia đình bây giờ cái gì bình thường à? À. Nhà có 2 cái ô tô, 1 cái xúc, 1 cái làm đá, 2 cái nhà trên kia rồi. Thế thì bác quá rồi. Không có cho đi ăn à? Vâng. Nhà nghèo nhất ở trên Si Bu. Bác là người nông ở Simacai. Cái gì cũng thoải mái à? Đấy. Thế là bán lòng thay đổi số phận. Đúng
Mua được ô tô, mua được nhà. Thế là giỏi. Vâng. Cái này nó phải hơn cả cái bán cổng. Vâng. Như bác làm cái này được mấy năm rồi hả bác? Mấy chục năm rồi? 1-2 triệu bác đi trong làng quý là bác góp về. Vâng. Bác làm món này mấy chục năm rồi ạ? Làm được 27 năm rồi. 27 năm rồi. Ừ, 27 năm rồi, quãng thời gian rất là dài. Bởi vì bác có tiếng, bác đi đâu cái lòng người ta không cần xem, người ta mua một lần người ta mua 2 cân 3 cân là một. Vâng. 1 triệu làm bác một tí là bác có rồi. Vâng. Thì trong làng ăn một tí là nó hết rồi. Vâng. Bác yên tâm bán cái này. Cái này nướng rồi đó bạn. Trước nhà chị thì nhà bác thì nhiều nhất ở trên sân cao con nhỏ. Còn phải ăn cổ mai quá à. Thế là phấn đấu để thay đổi đấy nhà. Bây giờ nó, bây giờ mình phải là gần người cao được. Vâng. Lòng và thịt lợn nó còn nóng hổi luôn đấy. Mùi thơm lắm. Mưa này tí về kiểu gì? Khi nào hết mưa thì Vân mới về. Nếu mà nó mưa cả ngày tới tối thì sao? Lại luôn. Ở đây luôn á? Để anh hỏi xem bác có nhận làm thuê không nhá. Bác mà nhận làm thuê anh với em ở đây rửa bát. Cháu gửi tiền với ạ. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Chào chào bác nhé. Chào bác nhé. Chúc bác hôm nay bán được 2.000 bát nhé. nếu mà bận quá thì gọi bọn cháu ra giúp nhá. Cháu với Thủy ra làm không công. Bây giờ sẽ đi mua ít rau cỏ. Nhà Thủy không có rau gì. Em à. Cái gì cũng có đúng không? Bạn này bán gì đây? Xem ra cái gì đã. Xin chào. Cái này là bán bao nhiêu đấy? 10.000 à? Chỗ này phải được 2 bữa đấy. Có túi không? Cho anh túi. Cái loại này chắc phải bán theo cân đúng không? Đây một mớ này. Cái này thì bao nhiêu? 5.000 thôi ạ. 5.000 à? 5.000 được nhiều thế? 10.000 có bán không? Anh mua thì mới bán. Lấy anh 2 mớ đi. Em người ở đây à? Vâng, em ở đây ạ. Chắc đang đi học đúng không? Học cấp 3 à? Em sinh viên năm 2 rồi anh ạ. Năm 2 rồi á? Thế là học dưới Lào Cai đúng không? Em học dưới Hà Nội. À, dưới Hà Nội à? Thế là nghỉ hè về giúp mẹ bán hàng đúng không? 20.000 đúng không? Sinh viên năm 2. Em người Mông chứ nhỉ? Chào em nhé. Mưa quá trời mưa. Bà bán cái gì đấy? Cái này mang về trồng à? Trồng được, ăn được. Ngâm muối này. Ngâm muối á? Mang về ngâm muối à? Cho một trong giấy trồng cho nè. Bà bán nào? Bây giờ chờ là đúng chờ mà. Xíu. Bà bán, cái này của bà à? Cũng của bà đúng không? Phải của bà không? Phải ạ. Phải ạ. Bây giờ có lấy cái gì? Lấy mua dưa thôi. Dưa dưa nè. Bà bán như nào? Mua cho nè. Thế lấy hết chỗ này cho cháu nha. Dưa hùa nè. Lấy hết cho cháu nha. Lấy hết chỗ này. Bà... Bà chắc không biết nói tiếng phổ thông đâu đúng không? Dạ, bà không biết ạ. Không có cân hả bà? 30 ạ. 30 à? Bà không cần cân luôn. Tí lỗ của bà thì sao? Chị ơi, lục đi đá. Chị ơi, lục đi đá.
Không cần giả lại đâu bà. Nó không cần giả lại đâu nhá. Dạ, chào bà ạ. Pêm một chế lên. Vâng. À, mưa nhờ. Ô đằng kia có. Nhà em có quả dưa kia không? Dưa con kìa. Không, dưa vàng vàng kìa. À không ạ. Đi, đi thêm đi mua quả đấy. Mưa quá trời mưa. Ơi. Xin chào. Chị Huế. Chị của em à? Không, lúc trước là học cùng trường à. À học cùng trường à. Đây em đứng em ngồi sang bên này. Bán hai cái này đúng không? Đây bán như thế nào? Dưa này bán 10.000 một cân. 10.000 một cân à? Lấy hai quả đi. Hai đứa bằng tuổi nhau à? Không ạ. Em lấy tất cả hai anh. Đây anh cầm ô cho. Mưa. Thôi cho em ở đây bán luôn nhá. Cho ngồi đây bán. Mưa quá. Dưa này nhà em trồng à? 10.000 một cân rẻ. Cà chua cũng cà chua của nhà luôn đúng không? Mấy cân đấy? 2 cân 2 thôi. 2 cân 2 à? Mưa quá. Nhưng mà phải bán hết mới được đi về đúng không? Không, nếu mà kiểu bán không hết thì mình về không được, trời mưa to đấy. Mưa to quá. Vất vả quá. Sinh viên đúng không? Mưa ơi là mưa, anh cầm cho. Đúng rồi, này hôm nay mưa cả ngày thì không về được rồi. Không về nữa. Ở đây. Ở lại đây làm gì? Tối nào, ở đây không có ai rồi. Khi nào hết mưa thì về. Khi nào tạnh mưa rồi về. Hả? Ok, cảm ơn nhá. Ok, xin chào. Bye bye. Mưa. Thì các bạn xong. Ôi. Khó khăn quá, nhưng mà người xem cái hình ảnh, tuy là mưa thì bà con vẫn cứ mỗi người một cái ô. Xong rồi bán ở đấy. À, bên này bán gạo. Ơ, à, cái chổi kia là làm từ cái gì ấy nhỉ? Cái lúa mạch à? Không, nhưng mà em quên mất rồi, em không biết tỉnh rồi. Em chỉ biết tiếng Mông à? Biết tiếng Mông à? Vâng ạ. Ôi, ướt áo chưa? Ướt rồi. Hai đứa cháu của em có ngóng bọn anh không? Có. Có à, thế thì mua đồ chơi. Thích máy xúc đúng không? Thích ô tô máy xúc đúng không? Đồ chơi anh mua thì thích. Hai đứa. À, chắc chắn là thích ô tô máy xúc rồi nhỉ? Đi ra đi qua hàng đồ chơi thì đó. Mưa quá. Ui. Đây, dép chắc là dép này. Em cũng không biết dép mua ở đâu, đâu, chắc phải đi kiếm này. À, đây. Đấy, cô đi chợ nhưng mà vẫn không quên được mua dép cho cháu. Khó thế. Đợt đấy, đi cỡ bao nhiêu? 24 á, nhưng mà cái bé mà như à, kia có cả máy xúc luôn này. Có loại bé rồi. Tại vì hai thanh niên này mà biết ngóng, biết đợi cho nên là anh qua mua quần áo rồi nhỉ? Không có, sai bé rồi. Thôi, nào cũng thích. Một xe đẩy một máy xúc nhá. Cho mua hai cái giống nhau thôi. À, phải giống nhau à? Giống nhau mới chịu à? Vâng ạ. Thế hai con xe này với hai con xe này nhá. Dạ vâng. Đấy, hai cái
Đây nữa, hai cái này nữa. 100.000 à? 100.000, 4 cái. Kiểu là cháu của Thủy ngóng ấy, cứ hỏi là anh Huy, anh Tuấn sao không lên, lâu thế không lên. Em gái còn đấy. Xinh gái nhất xinh chén đấy. Đâu đâu đâu. À xinh gái nhất xinh. Giờ sẽ đi kiếm dép. Mà dép ở đâu nữa? Đâu đâu mang đây anh cầm cái. Không được mà. Anh cầm cái gì cái đấy. Anh cầm cái này. Đi kiếm dép đã, mà không biết lúc trước mẹ mua ở đâu. Ở trong này thì là những cái hàng, mặt hàng chăn ga, gối đệm, nồi cơm, hàng gia dụng. Ui. Một bạn là 5 tuổi nhỉ? Vâng ạ. Một bạn 5 tuổi. Một 4 tuổi. Bạn kia mấy tuổi? 4 tuổi ạ. 4 5 tuổi á? Ơ bạn kia 4 tuổi rồi á? 4 tuổi rồi mà. Vương cũng 4 tuổi mà. À, đứa con đầu của anh trai và đứa con thứ hai của chị gái là cùng tuổi. Ờ. À, sinh đôi à? Cùng tuổi thôi. Con của anh trai và con của chị gái mà. À. Sinh đôi xa được. Ơ à, nhưng mà dép rồi à? Hôm nay thì được Thủy dẫn đi chợ xã Xín Chén, một cái phiên chợ phiên lớn ở khu vực trên này, và ăn được cái ẩm thực ở trên này và mua được những cái cây rau, cây củ mà trên này trồng được ấy. Và bây giờ thì đang đi tìm cái dép cho cháu của Thủy. Gian nan phết nhờ. Bây giờ thì video hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây thôi. Cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành cùng với Nông Vlog, và cảm ơn Thủy hôm nay đã dẫn mọi người đi tham quan phiên chợ của xã của mình. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.